Đây quay chú vịt nha các bạn. Ở đây là cô chủ nhỏ đang cho vịt ăn nha các bạn ơi. Nè, coi cô chủ nhỏ với chú vịt có giống nhau không các bạn. Nè, cô chủ nhỏ ơi, chú vịt kêu nè. Đó, cô chủ đang cho vịt ăn đó các bạn. Ghẻ nè các bạn. Đó, cô chủ cho vịt ăn đó các bạn ơi. Ôi, dữ rồi, dữ rồi. Dữ rồi, dữ rồi. Dữ rồi các bạn ơi. Chạy kìa. Chú Bin Bin nghe các bạn. Chú này tên gì đây cô? Cô Bin Bin. Giờ giờ lên chú Bin Bin nè coi. Đây, chú Bin Bin đây. Nặng hả? Chú Bin Bin này chắc được 2 kg rồi. Chú Bin Bin này dạng lắm nha các bạn. Họ thấy người không có la nha các bạn. Nè. Cái mỏ nè, cái mỏ gì mà sình đất không vậy các bạn? Ngoan quá à. Y chang bà chủ luôn, thấy người không có la nha các bạn. Bà chủ nè các bạn ơi, bà chủ của con Bin Bin nè. Đó. Còn ở đây là đàn vịt xiêm nha các bạn. Nè, bà chủ nè. Thân nhau lắm nha các bạn. Vũ Long rồi đó. Nè, nó ăn keo luôn nha các bạn. Ăn cỏ luôn. Keo nè. Vịt bắt trước ăn luôn nè các bạn. Ăn được đây, là ăn được
Nè, chiếc vịt này giờ đứng đây luôn nè. Bà đoán nha. Đoán tay nào nha. Không được ăn. Coi vịt đoán nè. Đấy đi. Chết chết chết. Ê. Đoán đi. Nhờ tôi dịch đoán nè. Cái này ăn cỏ nè các bạn. À, hai chú vịt dành ăn nè các bạn.